Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi trưa ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn một ván đánh tiếp theo của kỳ vương Vương Khuếch, kỳ vương mới của làng cờ tướng Trung Quốc trong vòng hiệu thứ 3 của giáp tổ bảng Nam năm 2020 khi thi tài cùng kỳ thủ Triều của Quảng Đông. Ở hai ván cờ chậm và cờ nhanh đầu tiên thì hai bên đã có tỷ số hòa. Và bước vào trận cờ chớp này thì có thời gian thi đấu 6 phút tích lũy 3 giây bên tiên thêm một chớp hòa bên hậu với thời gian ít hơn 4 phút tích lũy 3 giây của Triều. Vương Khuếch lại thế cầm với đỏ đi tiên chơi phương án khai cuộc bằng tượng 3 tiến 5. Đây là một trong những cái lối khai cuộc sở trường với anh cũng tương đồng đối với ngoại tình lấy khách cũng quen thuộc với trận phi tượng cuộc. Bên đen Triều mã 2 tiến 3. Binh 7 tiến 1. Binh 7 và tiếp theo lựa chọn phương án cờ mã 5 tiến 7 đến từ bên đen. Trong thực chiến của hình cờ trên thì bên tiên của kỳ thủ Vương Khuếch lựa chọn phương án cờ mã 7 tiến 6 vút mã tấn công. Ngoài ra trong hình đồ trên các bạn thấy được là cao thủ thường có biến hóa mã 2 tiến 4 khởi mã quy để có thể phát triển xe 1 hình 3 thông lộ xe. Chúng ta sẽ cùng đón xem bên tiên của Vương Khuếch cầm tiên thủ lập tức chơi phương án tiến mã ngay. Bên đen trước chiều hoành xe, bên tiên ngũ lục pháo, xe 1 bình 2, xe 9 bình 8. Tượng 3 tiến 5 làm tròn trung lộ. Tiếp theo phương án cờ mã 2 tiến 3. Bên đen tiếp tục là đường cờ pháo 2 tiến xuống ngay để phong tỏa đường xe của bên tiên. Bên đỏ trong trận cờ chấp trên, Vương Khuếch cầm tiên thủ lập tức chơi phương án cờ xe 8 tiến 1 tiến xe. Xe 2 tiến 1 và tiếp theo lựa chọn của bên tiên đường cờ tách con pháo của biên. Ngoài ra cũng có thể đi phương án tương tự như là bên đen hệ thống cờ xe 1 tiến 1 hình thành song hành xe. Trong thực chiến của ván đấu này, bên của Vương Khuếch cầm pháo chạy ngay. Bên đen mã 7 tiến 8 và tiếp theo thì lựa chọn phương án xe 1 tiến 1. Ngoài ra cũng có thể đi phương án tiếp theo hệ thống cờ pháo 1 thoái 1 để đảo vị pháo cũng là biến khá tốt trong hình cờ này. Triều mã 8 tiến 7. Vương Khuếch ra xe. Bên đen thoát pháo và đường cờ tiếp theo phương án tiến xe bắt đầu có những tình huống làm khó đến từ bên tiên. Xe 9 bình 7. Bên đỏ vật cây, bên đen ăn qua và xe 2 bình 1. Các bạn thấy đây là hình cờ mặc dù phức tạp nhưng vẫn đứng ở thế cân bằng. Bên đen binh 7 tiến 1 với sức mạnh của con xe lộ 7 bắt đầu có những đường tấn công. Bên tiên chạy qua không cho con tốt có thể bình vào, tách qua và xe theo. Xe 2 tiến 1 một đường cờ thoái xe để lấy căn cho điểm mã có thể bất ngờ thoát pháo đi. Và trong thực chiến của hình đồ thì bên tiên là chọn phương án cờ mã 3 thoái 2, thoái mã ngay. Ngoài ra trong bối cảnh này nếu mà bên đỏ là chọn phương án cờ xe 2 thoái 2 để bắt tốt thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể giật con pháo 2 thoái 2. Thì đây là một hình cờ mà các bạn thấy được là bên đỏ nếu mà để đấu quân rất khó để giành thắng lợi trong thực chiến. Trong thực chiến của ván đấu này, bên tiên là chọn phương án cờ mã 3 thoái 2 đến từ Vương Khuếch. Bên đen tiếp theo đường cờ binh 8 binh 7 dễ tốt vào, có thể chạy qua lộ gần hơn để tấn công. Ngoài ra thì có một biến khác dành cho bên đen là phương án cờ nhấc binh 5 tiến 1 cũng là một cái thủ pháp khá tốt trong hình cờ này. Các bạn thấy nếu mà bên tiên đặt con xe về thì có thể phế tiếp binh 5 tiến 1. Đây là một cái đường cờ mượn lối cho đường cờ mã thoái về hình thành cái thế bắt đôi, vừa bắt xe vừa bắt mã. Mặc dù vẫn đứng ở cái thế cân bằng khi mà bên tiên có thủ pháp thoái xe về và chạy qua. Đây là một trong những đường cờ tấn công và có thể đưa binh 5 qua sông. Các bạn thấy hình đồ vẫn là phức tạp, tuy nhiên thì bên đen vẫn là một trạng thái cờ khá hay. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của trận đấu này, Triều của Quảng Đông đi phương án cờ vẽ tốt vào binh 8 binh 7. Vương Khuếch tiếp theo đường cờ của anh đi hệ thống cờ xe 8 binh 3, một đường cờ không thật sự thỏa đáng trong bối cảnh trên. Ngoài phương án trong thực chiến thì bên tiên có thể đi đường cờ chạy con xe 2 binh 4 qua, một cái đường cờ có phần tốt hơn và chủ động phòng thủ. Chúng ta sẽ cùng đón xem phương án cờ chạy con xe qua lộ 3 đã tạo điểm đánh dành cho bên đen về sau. Trong thực chiến thì lựa chọn của Triều là phương án cờ xe 7 tiến 3, ngoài ra cũng có thể đi hệ thống cờ xe 2 tiến 6 để tấn công vào tốt đầu. Bên tiên xị 4 tiến 5, một đường cờ không hay. Chúng ta có thể thấy thêm trong bối cảnh này thì bên tiên có thể lập tức cầm con xe chạy qua để phòng thủ điểm pháo thì tốt hơn. Trong thực chiến của hình đồ, phương án cờ xị 4 tiến 5 lập tức tạo ra một điểm yếu trong trận hình. Triều pháo 2 tiến 2 ghim đáy ngay, đe dọa đường cờ có thể phế mã đoạt tượng và tách pháo biên. Bên đỏ xe 2 bình 4, bên đen bắt đầu phế quân ngay. Mã thoái về và đường cờ tách pháo qua. Đây là một đường cờ mượn đường cho xe 2 tiến 9 để tấn công, đe dọa phát cục.
Bên tiên tách phó qua lộ 7 để phòng thủ một đường cờ khá hay của bên đỏ. Chúng ta thấy được trong thực chiến của hình cờ thì bên đen đã không vội vàng đi hệ thống cờ C2 trên 9. Bởi đi như vậy là bên tiên có thủ pháp thoái mã về để phòng thủ ngay. Trong thực chiến của ván đấu trên, chiều đi phương án cờ binh 3 đến 1, tiến tốt để có thể thông lộ xe. Bên tiên rõ ràng là không thể ăn tốt qua là bị bên đen người ta chạy xe qua, người ta dồn quân đánh là rất mạnh. Trong thực chiến của trận cờ chấp trên, thời gian là rất ít, tuy nhiên thì bên tiên vẫn đi được những thủ pháp rất là cao tay. Đầu tiên là phương án cờ chạy con xe 3 bình 4, hình thành song xe nhất trục, đe dọa tuyệt sát. Thông qua đó đã đưa được con xe của mình lên vị trí điểm cao, đấu cây và giảm áp lực đi khá nhiều. Bên tiên xe 4 thoái 1 và tiếp theo đường cờ tấn công đến từ bên đen của chiều. Anh đi phương án cờ C2 tiền 9 để tấn công một điểm tượng, là một biến hóa không thực sự tốt trong hình cờ trên. Ngoài phương án trong thực chiến thì bên đen có thể đi phương án cờ C2 đến 7, chậm nhưng mà sẽ là tốt hơn trong bối cảnh này. Các bạn thấy được nếu mà pháo mà chạy lên hoặc chạy xuống là bị lập tức bị chém mất con mã ở trung lộ ngay, hình cờ là bên đen sẽ có thế thắng tốt hơn. Trong biến hóa chạy qua đây, các bạn thấy là bên đen cũng có thể chạy C2 đến 2 thôi, hình cờ cũng rất là mạnh, nó khiến cho bên đỏ rất là khó có thể thủ được trong hình cờ này. Tuy nhiên phương án trong thực chiến của hình cờ, bên đen của chiều có phần hơi vội vàng khi đường cờ C2 đến 9 đã tạo điểm phòng thủ cho bên tiên. Vương Khuynh lập tức cầm con mã 5 thoái 7 ngay và đánh cờ ra hình này, thì các bạn thấy được là bên đen bắt đầu khó đi rồi. Trong thực chiến thì lựa chọn của chiều là phương án cờ C2 thoái 1. Ngoài ra trong bối cảnh mà đi cờ vật phó qua, các bạn thấy hình cờ vẫn là cân bằng, bên đỏ vẫn là ưu hơn. Trong thực chiến của ván đấu trên, chiều lập tức cầm C2 thoái 1 để bắt mã. Bên tiên tiến binh, các bạn thấy một đường cờ khá hay. Và trong thực chiến của hình cờ thì bên đen đã lựa chọn phương án thoái mã về. Ngoài ra trong bối cảnh các bạn thấy được là xe ăn mã là bị pháo vượt qua ngay, cũng không thể làm được gì cả. Trong thực chiến thì bên đen lựa chọn phương án cờ mã thoái về. Ngoài ra có thể trực tiếp phóng con mã 3 tiến 2 thì có phần tốt hơn. Và khi đó nếu tốt ăn qua là có thể ăn ngay đây, có thể phòng thủ và có thế tấn công khá tích cực trong trận hình. Ở trong thực chiến của ván cờ chớp này thì bên đen chiều anh cho mã 3 thoái 2. Vì sao con mã này rất khó có thể tiến lên hỗ trợ tấn công. Bên tiên mã 7 tiến 5 và bên đen đi tiếp đường cờ C2 thoái 1. Một đường cờ khá bị động và rất khó thắng được trong hình cờ này. Ngoài ra có thể phát triển hệ thống mã quỳ mã 2 tiến 4 và tìm cách có thể hỗ trợ tấn công thì có phần tốt hơn, mặc dù cũng rất khó chơi. Chúng ta sẽ cùng xem chiều trong thế khó đi anh cầm xe thoái 1 về. Bên đỏ cho thoái mã bắt pháo ngay. Xe ăn pháo là mã ăn pháo ngay, và trong thực chiến thì bên đen đã tách con pháo qua. Tình huống này đã tạo điểm đánh dành cho bên đỏ về sau, phương án cờ lắc pháo qua. Các bạn thấy là khi bên đen lắc pháo qua thì hình cờ tấn công đã bị chậm nhịp đi khá nhiều và rất khó để có thể khoan phá được phòng tuyến đang rất mạnh và của bên tiên. Trong thực chiến lựa chọn của kỳ thủ chiều phương án cờ xe bình 3, ngoài ra có thể trực tiếp đi phương án cờ mã 2 tiến 1. Các mã đường biên thì có phần tốt hơn, khi các bạn thấy là sau khi trong thực chiến đường cờ C2 bình 3 thì cái điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đen bắt đầu lộ ra. Bên đỏ đã quyết định phương án cờ phá 4 thoái 1, ngoài ra cũng có thể trực tiếp đi đường cờ binh 7 tiến 1. Đây là các bạn thấy một đường cờ phế tốt để có thể chuyển đường chạy qua xe qua đây để hình thành cái thế bắt đôi. Trong thực chiến của ván đấu này, bên của Vương Khuếch đi đường cờ phá 4 thoái 1, không cho bên đen có thể ăn mã. Và tiếp theo thì bên đen của chiều đi phương án cờ pháo thoái về để phong tỏa đường mã của bên tiên là một biến hóa sai lầm. Ngoài ra thì có thể chạy con pháo qua đường bờ hà thì có phần tốt hơn. Khi đó bên tiên có giật về đây, đấu cây thì có thể thoái về thôi. Chạy qua đây thì vẫn có thể thoái pháo về không bị mất quân. Trong thực chiến thì có khác biệt một chút trong hình cờ, bên đen của chiều Quảng Đông đi phương án cờ pháo 2 thoái 1. Và bên tiên lập tức đi đường cờ thoái xe. Sau tình huống này của bên tiên thì bên đen của kỳ thủ chiều cũng đã phải buông cờ nhận thua. Trong đầu trên chúng ta thấy được đây là một hình cờ đã bị kém quân khá nặng rồi. Trong hình cờ tiếp theo, nếu mà đi tiếp bằng đường cờ xe ăn xe là có thể nhấc qua, pháo vật qua là đường cờ mã 2 đến 4 ngay, hình cờ hơn rất nhiều, hơn tốt và hơn mã rất là khó chơi dành cho bên đen. Trong bối cảnh mà bên đen là chọn phương án thoát xe về để ăn tốt thì sao? Khi đó bên tiên sẽ có thủ pháp lập tức cầm con xe 4 chạy qua lộ 8 ngay, hình thành cái thế bắt đôi. Các bạn thấy rõ ràng là bên đen sẽ bị vỡ trận trong hình cờ này.
Như vậy kênh học của Tuấn Online vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn ở bài đánh trên đến trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của giáp tổ bảng Nam năm 2020, giữa kỳ thủ cầm biển đỏ đi tiên là Vương Quách đại chiến cùng chiều của Quảng Đông trong trận cờ chớp sinh tử. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.